Như vậy là cây mẫu đơn đã được an trí rồi các bạn ơi. Rồi cũng đã được sổ chi tán rất là ok rồi. Sau đây thì mời các bạn xem ha. Tác phẩm của mình thì quý vị tầng tầng lớp lớp hết rồi nha. Hôm trước là một đống chuồng ngỗng ha, bây giờ thì nó đã phân tán rất ok. Này mình chỉ cần sửa lại xưa thêm chút nữa, bấm ngọn này kia lại. Mẫu đơn này mình sửa như thế này thì vô thế cổ thụ luôn. Quay cái phần dưới cho các bạn xem này. Chi quá trời chi luôn ha. Bó bột tùm lum. Chưa. Ok chưa? Hai thân. Hai thân ha, ngon lành rồi đó. Ok này ha. Kỹ thuật trong này thì mình sử dụng nhiều kỹ thuật các bạn. Kéo khó. Kỹ thuật mình kéo. Kỹ thuật mình vô dây kẽm quấn ni lông mẹ có rồi, đánh lò xo có luôn, đủ hết. Kỹ thuật nó cũng tùm lum hết trơn ha. Áp dụng nhiều kỹ thuật cho một cây, vô đây thì mình áp dụng nhiều kỹ thuật cho một cây ha. Trên đó thì mình cũng xoắn lò xo, quấn lò xo rồi mình chiết bỏ những cái nhánh thừa, chiết đi, cây nhìn già ứng hồn, đúng ra dáng cổ thụ luôn. Cây này chắc qua Tết mới có bông quá. Ôi chào các bạn nha, đứng đây nhìn cho nó nhìn đã cái một lần nữa nghe các bạn, phá trời luôn. Một cốt hai thân, hai thân chứ. Đây, hai thân luôn, hai cốt hai thân. Ôi, chào các bạn.